đi cô. Dạ. Yeah. Thôi không chơi đá banh nữa nhá, mẹ mệt lắm rồi. Hôm nay mẹ chơi đá banh với con rất là nhiều rồi. Con coi cái ben rộng thế này mà bắt mẹ chạy từ đầu nọ qua cầu kia với cái thân hình mà múp míp của mẹ thì thôi rồi, trời ơi. Con cẩn thận đó. Hết thôi đó, tại vì cái này nó có hú lở đó con. Sao đi về chưa? Rồi ok, con skill đi xong rồi mẹ phim con skill football ok. Trời ơi, chạy từ đầu nọ qua đầu kia như vậy này. Thôi ông các bà thử tưởng tượng coi. Nguyên một ngày, hai ngày ở nhà là football không. Rồi, giờ tới lượt cờ. Tới lượt cờ. Con đây, đây đây con tới con skill xem coi mẹ đứng đây mẹ bớt môn. Đây, con qua đây, qua đây. Đấy, từ đầu nọ qua đầu kia. Nó mệt. Rồi đứng đây mẹ bắt môn. Xong hết cái này về nha. Nếu mà mẹ nếu mà không vô thì đá lại, mà vô thì về nghe chưa? Được. Con đá thử coi xem có vào hay không. Mẹ đứng đây mẹ làm thủ môn. Cua xong về mẹ mệt quá rồi, cả tiếng đồng hồ rồi con. Wow, đủ cú. Dạ. Yeah. Giỏi vậy. Dạ. Ok. Thôi, đi về nhá.